thì các cái thuốc mà làm tăng nồng độ của glucose có từ toàn thân, bao gồm là các dẫn xuất của estrogen và như là các cái thuốc tránh thai đường uống, hay là các cái chất ức chế men CYP3A4, như bao gồm một cái số là kháng sinh, ví dụ như là clarithromycin, hay là thuốc kháng nấm, ví dụ như là posaconazole, hay là một cái số thuốc kháng virus, ví dụ như là ritonavir, antazanavir. Thì các cái thuốc mà làm giảm nồng độ glucose corticoid toàn thân á, thì bao gồm các cái thuốc kháng axit có chứa nhôm, magie, thì chúng làm giảm cái tác dụng sinh học của prednisolone là do giảm hấp thụ qua đường uống. Ngoài ra thì các cái thuốc mà gây cảm ứng mạnh với CYP3A4, ví dụ như là carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, hay là rifampin, thì cũng là làm giảm nồng độ của glucocorticoid. Thì một số các cái thuốc mà nó ít ảnh hưởng tới glucocorticoid, ví dụ như là methotrexate, hay là các cái thuốc kháng histamine, hay là thuốc ức chế bơm proton, ví dụ như là esomeprazole hay là pantoprazole. Dạ, bài trình bày của em đến đây là hết ạ. Dạ em ạ. Cần bạn cho Trang vào tay đấy ạ. À? Bạn cho Trang vào tay đi. Tay hiện đấy, vào tay cho ông cái chứ. Các bạn biết để mà chuẩn bị cho cái bài này ở các bạn biết cái để chuẩn bị cho cái bài này là cho anh ở phải mất thời gian bao nhiêu cho anh? Dạ, khoảng 2-3 tuần ạ. 2-3 tuần thế bạn thấy à? Các bạn ngồi nghe rất đơn giản nhưng mà các bạn nên mất đến 2-3 tuần luôn đây. Thì bây giờ tiếp theo là xin cảm ơn cho anh và với phần trình bày của mình. Tiếp đến là có mời bác sĩ chuyên khoa 2, đây, học viên bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nguyệt sẽ trình bày cho chúng ta biến chứng và một số phương pháp giảm cái liều glucocorticoid trong thực hành lâm sàng. Và xin mời anh Nguyệt, xin mời em và các bạn chuẩn bị các câu hỏi nha. Sao anh Nguyệt, vì sao đứng ở máy anh Nguyệt nhỉ? Anh Nguyệt ơi, Dạ, em đã trên bài chưa? em xem màn hình rồi sao nữa không? Em coi lại em cũng thấy nó chạy nữa. Ủa, kỳ vậy đó. À, dạ thưa thầy và các anh chị, hôm nay em xin được trình bày một sự kiện. Em bật coi slide này chạy không? Dạ em đang bật like trong máy tính nó chạy mà sao trên trên xe màn hình nó lại không chạy vậy thầy? Coi lại, em vào lại đi, vào lại lần nữa thôi vì không chạy, có vấn đề trên đây rồi. Em vào lại đi, vào lại ngay từ đầu. Dạ.
Dạ. Em xin phép trình bày thưa thầy và các anh chị, em xin hôm nay em xin được trình bày cái phần glucocorticoid biến chứng và một số phương pháp giảm liều glucocorticoid trong thực hành lâm sàng. Thì khi nãy bạn Châu Anh cũng có trình bày là corticoid thì nó sẽ nằm ở lớp bó của tuyến thượng thận, nó nằm ở trên cực đỉnh của hai thận của mình. Thì glucocorticoid được điều hòa theo nhịp ngày đêm, trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận. Khi mà mình có chết hay gì đó thì hoặc là hạ đường huyết lạnh đau gì đó thì tác động lên cái trục hạ đồi tuyến yên sẽ tiết ra CRH, rồi từ CRH tác dụng xuống tuyến yên là ACTH, rồi sẽ tiết tác dụng lên vỏ thượng thận, thì lớp vỏ thượng thận này sẽ tiết ra cortisol. Thì corticoid nó sẽ tác động thông qua hai cơ chế là cơ chế receptor hoặc là cơ chế là tác dụng trực tiếp gắn trên màng tế bào qua chất truyền tin thứ hai, qua con đường truyền tin thứ hai. Thì corticoid thì glucocorticoid là cao nhất là vào buổi sáng và thấp nhất là ban đêm. Khi nãy thì bạn Châu Anh cũng có trình bày rồi, và glucocorticoid thì cũng tác dụng rất là nhiều cơ quan trên trong cơ thể của mình. Vì có tác dụng nhiều cơ quan trên cơ thể cho nên corticoid đó thì sẽ ứng dụng lâm sàng là trong tất cả các điều trị bệnh về hô hấp, dị ứng da liễu, nội tiết, tiêu hóa, máu, khớp, tự miễn. Tuy nhiên là vì nhiều tác dụng nhưng mà bệnh nhân cũng sẽ gặp nhiều tác dụng phụ khi mà mình điều trị glucocorticoid kéo dài. Khi mà các nghiên cứu cho thấy đó là 90% bệnh nhân dùng glucocorticoid kéo dài từ 60 ngày trở lên thì sẽ gặp tác dụng phụ. Và như bác sĩ Châu Anh hồi nãy nói là cũng là khi mà nó phụ thuộc vào liều và đường dùng, thì tác dụng không mong muốn thường gặp của điều trị glucocorticoid kéo dài thì gặp ở là cơ xương khớp, tim mạch, nội tiết, thần kinh, tiêu hóa, da liễu và miễn dịch. Thì tác dụng phụ thường gặp nhất của glucocorticoid đó là bệnh nhân có thể là tăng huyết áp, giữ nước, phù, cân bằng canxi âm tính dẫn đến là cường cận giáp trạng thứ phát, cân bằng nitơ âm tính, rối loạn phân bổ mỡ, chậm liền vết thương, chậm phát triển ở trẻ em, suy tuyến thượng thận, tăng đường máu, đái tháo đường, tăng lipoprotein máu, xơ vữa, động mạch, giữ natri, giảm kali máu, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, teo cơ, loãng xương hoặc là hoại tử xương, có thể gây trầm cảm, hưng phấn, mất ngủ, cảm giác ngon miệng, đục nhức mắt, lâu cơm. Tác dụng phụ ít gặp là kiềm chuyển hóa, hôn mê, đái tháo đường, tăng axit axit hôn mê do tăng là thẩm thấu hoặc là lắng tiêu hóa, thủng dạ dày, giải mất tiêu hóa, tăng lực nội sọ, gãy xương, loạn thần. Tác dụng phụ rất hiếm gặp đó là bệnh nhân có thể chết đột ngột khi dùng liều tối đa. Tổn thương van tim ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, suy tim xung huyết ở bệnh nhân có bệnh van tim từ trước, viêm lớp mỡ dưới da, hoặc là có cái biểu hiện của hội chứng Cushing là bệnh nhân mà điển hình của một khi mà một cái dùng mà corticoid thì bên ngoài mình sẽ thấy bệnh nhân có như thế này. Thì khi mà mình sử dụng corticoid thì mình sẽ có thể là sẽ ngưng thuốc. Thì khi mà mình ngưng thuốc á, thì bệnh nhân nếu mà mình dùng thuốc kéo dài thì bệnh nhân có thể gặp một cái biến chứng mà khi cai thuốc đó là thiếu hụt corticoid, điển hình trong cơn khủng hoảng kiểu Anderson là bị bệnh nhân sốt cao, buồn nôn, nôn tụt huyết áp, người ta kêu là suy thượng thận cấp. Có thể gặp các triệu chứng khác như đau lan tỏa các cơ khớp, đau đầu, chán ăn, tình trạng hội chứng cai thuốc xuất hiện khi giảm liều nhanh, tình trạng bệnh diễn biến xấu đi, hoặc là khi mà định lượng nồng độ cortisol trong máu thường không tương ứng với mức độ biểu hiện lâm sàng. Khi có hội chứng cai thuốc cần phải tăng liều thuốc và sau đó giảm liều từ từ và thận trọng. Bệnh nhân có thể suy thượng thận thứ phát,
hoặc là khi mà mình cai thuốc đó thì mình có thể là gặp là bệnh lý nền nặng lên, là khi bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có thể cảm thấy chỉ mệt mỏi khó chịu khi dùng thuốc hoặc giảm liều. Bệnh nhân có thể gặp là chán ăn, đau cơ, nhức đầu, buồn, sốt, bong da. Thì khi mà mình giảm liều cỡ trước khi mình giảm liều corticoid thì mình sẽ đánh giá cái chụp hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận. Thì đánh giá học chụp hạ đồi tuyến yên, tuyến thượng thận thì mình sẽ dùng là 250 mg ACTH tim mạch nhanh bolus. Thì sau 30 phút hoặc là 60 phút thì mình sẽ đo lại corticoid. Nếu mà cortisone mà trên 18 mg trên deciliter đó thì là coi như là đáp ứng tiến thừa, là thử thượng thận nó có đáp ứng với ACTH, thì lúc đó mình có thể là giảm liều hoặc là ngưng. Thì khi mà tiêu chuẩn để đánh giá bệnh nhân có khả năng là suy giảm chụp hạ đồi tuyến yên, đó là bệnh nhân, bất kỳ bệnh nhân đã điều trị được một liều glucocorticoid tương đương với hơn 20 mg prednisolone một ngày trong hơn 3 tuần. Bất cứ bệnh nhân có điều trị một liều buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là trước khi đi ngủ trong vài tuần, nghĩa là mình như là mình làm cho thuốc là trái ngược với liều nhịp sinh lý của bệnh nhân. Bất kỳ bệnh nhân có xuất hiện là dạng khúc sinh, bệnh nhân có thể không có sử dụng corticoid rõ ràng là hoặc là uống thuốc nam thuốc bắc gì ở ngoài đó rồi, nhưng mà bệnh nhân có biểu hiện là dạng khúc sinh thì mình phải đánh giá các yếu tố cân bằng đánh giá khi cai glucocorticoid, là khi trước khi mình cai thì mình sẽ đánh giá các yếu tố là tuổi tác, bệnh đồng mắt, mức độ nguy hiểm, khả năng bùng phát của bệnh nền, các bệnh ổn định để giảm liều đến liều thích hợp, yếu tố tâm lý, nếu thời gian dùng thuốc dưới 3 tuần có thể ngừng đột ngột, dùng liều thấp nhưng kéo dài nhiều tháng vẫn phải giảm liều trước khi ngưng. Chỉ định giảm liều glucocorticoid, bệnh nhân có tác dụng phụ như bệnh loãng xương, cột sống thắt lưng hoặc tăng huyết áp hay bệnh tim mạch thiếu máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc không kiểm soát được bằng thuốc. Hai là biến chứng, khi mà có hai biến chứng là mình phải cần ngưng glucocorticoid ngay, là đó là hoặc là giảm dần liều hoặc là giảm về liều sinh lý, chứ không có cần phải giảm dần liều. Đó là bệnh nhân loạn thần cấp tính, khi mà mình dùng glucocorticoid bệnh nhân có thể vô cơn loạn thần cấp, hoặc là herpes virus gây ra viêm loét giác mạc có thể nhanh chóng thủng giác mạc hoặc mù lòa. Có nhiều khuyến cáo khác nhau về phác đồ giảm liều đối với glucocorticoid thì không có bằng chứng đủ mạnh để hướng dẫn giảm liều cho đến khi ngừng sử dụng các chế độ điều trị glucocorticoid trung bình đến cao kéo dài, vì các hướng dẫn hiện tại phụ thuộc vào nhiều vào ý kiến của chuyên gia và một số ca lâm sàng. Mỗi bệnh lý riêng biệt có cách giảm liều khác nhau. Trong thực hành, điều quan trọng nhất và các nguyên tắc chung nhất đó là dựa vào khả năng đáp ứng của bệnh nhân về cả mặt lâm sàng và tránh suy si thượng thận cấp trong quá trình hiệu chỉnh liều. Thì có một số phương pháp đó giảm liều đối với khuyến cáo của Hội Hớp học Anh năm 2025 về việc giảm liều glucocorticoid sau một tháng sử dụng liều cao trong điều trị viêm động mạch tế bào khổng lồ, giảm 10 mg mỗi 2 tuần để đạt. mg giảm 2,5 mg mỗi 2 đến 4 tuần để đạt tổng liều là 10 mg, giảm 1 mg mỗi 1 đến 2 tháng tiếp theo. Đối với khuyến cáo giảm liều glucocorticoid đường toàn thân của trung tâm ung thư thì là đối với dạng uống thì giảm liều prednisolone 10 mg mỗi 3 ngày để theo dõi độc tính đến đến khi mà liều là 10 mg trên ngày. Sau đó thì giảm 5 mg mỗi ngày tiếp theo cho đến khi dừng thuốc, theo dõi tình trạng bệnh nhân qua điện thoại 2 lần trên tuần khi giảm liều. Đối với dạng tim tĩnh mạch thì tiếp tục methyl prednisolone 25 trên ký trên ngày trong 5 ngày, sau đó là chuyển thành prednisolone đường uống 1 mg trên ký trên ngày trong 3 ngày. Sau đó giảm liều xuống liều 60 mg trên ngày prednisolone đường uống. Sau khi bệnh nhân xuất viện thì mình sẽ giảm 10 mg mỗi 7 ngày để theo dõi độc tính cho đến liều 10 mg trên ngày. Sau đó giảm
5 mg mỗi 7 mg cho đến khi ngừng thuốc. Khuyến cáo của ESC sử dụng glucocorticoid trong điều trị viêm bàng ngoài cơ tim với liều cao prednisone 1 đến 1,5 mg trên ký. Sau 7 đến 14 ngày dùng liều này, bệnh nhân bắt đầu được giảm liều glucocorticoid theo liệu trình. Khi liều prednisone lớn hơn 5 mg thì mình giảm 10 mg mỗi 1 đến 2 tuần. Khi liều prednisone từ 25 đến 50 thì giảm 5 đến 10 mg mỗi 1 đến 2 tuần. Khi liều từ 15 đến 25 thì giảm 2,5 mg mỗi 2 đến 4 tuần. Khi liều nhỏ hơn 15 thì giảm 1,25 đến 2,5 mỗi 2 đến 6 tuần. Thì Bộ Y tế có một số phương pháp hướng dẫn, một số phương pháp mình giảm liều corticoid trong lâm sàng. Phương pháp Harrison thì mình sẽ giảm liều prednisone từ 5 mg trên lần mỗi 5 đến 10 ngày. Khi liều thuốc còn 15 mg trên ngày thì tiến tới dùng cách Nhật. Khi liều prednisone còn 0 phút, còn 5 đến 7 phút 5 mg trên ngày thì mình có thể ngừng thuốc. Trước khi ngừng thuốc thì mình nên kiểm tra cortisone huyết tương 8 giờ để đánh giá chức năng thượng thận. Phương pháp William thì mình giảm từ 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 liều cao dược lý tới liều sinh lý. Prednisolone giảm từ 5 đến 7,5 mg trên ngày. Hydrocortisone từ 10 đến 20, từ 15 đến 20 mg trên ngày. Sau khi đã giảm liều tới liều sinh lý thì có một số cách tiếp theo để có thể áp dụng là chuyển sang dùng hydrocortisone có tác dụng ngắn cho phép trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận hồi phục, hoặc là chuyển sang dùng cách Nhật glucocorticoid có tác dụng trung bình. Prednisolone là dùng buổi sáng cách nhau 48 giờ. Khi tới giai đoạn liều sinh lý thì mình đo cortisone huyết tương 8 giờ sáng để đánh giá suy thượng thận. Nếu cortisone huyết tương 8 giờ sáng nhỏ hơn 3 mg có thiếu thì là lúc đó là ba là có thiếu cortisone nền. Vì vậy người bạn tiếp tục dùng glucocorticoid liều sinh lý. Nếu mà cortisone huyết tương 8 giờ lớn hơn 20 mg trên decilit thì tức là trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận đã hồi phục, vì vậy có thể ngưng thuốc. Nếu mà cortisone huyết tương 8 giờ sáng từ 3 đến 20 thì đã có cortisone nền chưa nhưng vẫn chưa đủ, thì khi mà bệnh nhân này có thể thiếu khi mà khả năng đáp ứng với chép. Là mình có một cái sơ đồ của hướng dẫn của Bộ Y tế thì cho một cái giảm liều corticoid là bước 1. Thì khi mình quyết định giảm liều thì mình sẽ chuyển sang dùng hydrocortisone hoặc là prednisolone cấp Nhật. Đo cortisone huyết tương buổi sáng lúc 8 giờ, nếu mà dưới 3 mg thì mình nghĩ là bệnh nhân có suy thượng thận và tiếp tục dùng glucocorticoid. Sau đó mình sẽ đánh giá lại sau 4 đến 6 tuần. Còn nếu mà ra kết quả là từ 3 đến 20 thì mình có thể làm thêm nghiệm pháp sinapten hoặc là thường dùng nghiệm pháp hạ đường huyết, nghiệm pháp methylarbone, nghiệm pháp CRH. Còn nếu mà lớn hơn 20 thì bệnh nhân là không có suy thượng thận thì có thể ngừng thuốc. Thì cũng cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin hết. Xin mọi người vỗ tay cho phần trình bày của Nguyệt Ảnh chút ạ. Vỗ tay ạ. Bây giờ chúng ta qua phần thứ được rồi, tốt rồi. Thì bây giờ qua phần thứ ba là phần trả lời thắc mắc của các bạn và hai báo cáo viên chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mời các bạn có ý kiến. Đề nghị các bạn đầu tiên là các bạn chuyên khoa 2. Đề nghị các bạn chuyên khoa 2 cho ý kiến về những thắc mắc của mình. Đây là cái loại thuốc mà sử dụng thường xuyên mà tại sao không có ai thắc mắc nhỉ? Thanh Thọ nhỉ? Thanh Thọ ở nhà ở Hồ Chí Minh đâu? Mời Thanh Thọ có ý kiến.
Không ai có ý kiến hết nhỉ? Sao thế? À, có Nguyễn Hữu Tùng và Võ Thị Phương Lan giơ tay phát biểu. Rồi, mời mời Tùng và mời Lan, mời Tùng trước. Tùng ơi, phát biểu đi. Có Trương Minh Bảo ăn nữa. Bây có câu hỏi của Trương Minh là bệnh nhân có kiểu hình cơ sinh do thuốc. Xin mời đọc lên ạ. Dạ để em đọc cho thầy. Bệnh nhân có... em đọc câu hỏi và trả lời, có phần của ai thì người đó trả lời. À, bệnh nhân có kiểu hình phát sinh do thuốc, sau khi ngưng thuốc glucocorticoid kiểu hình bệnh nhân có trở lại bình thường không? Thì theo như dạ như câu hỏi này á, thì cho tới hiện tại bây giờ á, là kiểu hình phát sinh của bệnh nhân là không có trở lại bình thường. Thì xin thầy và các bạn chia sẻ thêm. Rồi câu hỏi thứ hai, câu ai nữa, ai thắc mắc nữa? Rồi bảo Minh đâu, có ý kiến đi. Võ Thị Lan, rồi. Xin nói trước để cho các bạn đều nghe đi, Lan ạ. Dạ, tôi thấy ạ. À, em là bác sĩ Phương ở bệnh viện của Bá Đông Hới ạ. À, Lan Phương, em rồi. Dạ, em cũng có làm trong chuyên ngành nội tiết cũng gần 10 năm rồi. Đương nhiên là cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà bệnh cái việc sử dụng corticoid trong lâm sàng cũng dùng khá nhiều ạ. Thì nhân đây thì báo cáo em cũng xin ý kiến của thầy và các anh chị học viên ạ. Thì trong cái bài của bạn bác sĩ nội trú thì em thấy có đề cập đến cái tác dụng phụ của corticoid ở trên dạ dày thôi, nhưng mà không nghe nhắc đến ruột. Nhưng mà riêng bài báo cáo của chị Trung Quốc Hải thì có nói một cái tác dụng phụ đó là thủng ruột im lặng, và nhưng mà lại mâu thuẫn với việc dùng corticoid trong điều trị UC, tức là bệnh viêm ở đại tràng mãn hoặc là Crohn. Thì em muốn xin ý kiến thầy về cái điều này ạ. Và cái thứ hai nữa là trong cái việc mà xuống thang của corticoid thì trên lâm sàng thì thực tế là hydrocortisone bữa nay thì cũng không phải là khó mua lắm, nhưng mà và có thể mình có thể dùng các cái loại corticoid khác thay thế. Nhưng mà em cũng xin chị chứng có ai nếu có thì cho em xin cái bảng tài liệu, tức là bảng chuyển đổi thuốc giữa các cái loại hydrocortisone có thể được ạ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi bây giờ là hai báo cáo viên trả lời, Nguyệt Ánh với Châu Ánh. Dạ, trong bài của em thì em có đề cập đến là tác dụng phụ của glucocorticoid ở trên ống tiêu hóa là làm nặng hơn cái bệnh nhân mà có bị loét tiêu hóa đó. Thì là em nói tác dụng chung của các glucocorticoid thôi ạ, cho em nghĩ là chỉ đề cập thêm một số tác dụng phụ ạ. Ý bạn là còn nói là tại sao trong bệnh Crohn người ta dùng mà mình nói là tác dụng phụ của cái này là trong cái bệnh thủng ruột đó, ý bạn là ý bạn thắc mắc là tại sao trong Crohn người ta dùng mà bên này là thủng ruột, là gây thủng ruột thì như vậy mâu thuẫn gì không? Đó, em trả lời cái này nè. Như Crohn là cái bệnh gì nè, mà thủng ruột là do cái gì nè, hai bên cái hai khác nhau nhé, một bên là hậu quả, một bên là bệnh nguyên. Bệnh Crohn là bệnh từ miệng đúng không? Bệnh từ miệng thì một trong những bệnh từ miệng đó là sử dụng vấn đề là các cái thuốc trong từ miệng rồi làm miễn dịch. Nhưng mà nếu là bệnh nhân thủng ruột thôi thì chắc chắn mình sẽ không dùng rồi đúng không? Tức là hai bên khác nhau thì tất nhiên tác dụng phụ, giống như là một bệnh nhân mà bị đái tháo đường mà bây giờ bệnh nhân bị viêm khớp hoặc là bệnh nhân có cái chỉ định có cái ít mà vô lý vì sợ đái đường mình dùng đúng không? Thì như vậy nó tóm lại khi một bệnh nhân mà vừa có bệnh Crohn mà bắt buộc phải sử dụng nhưng mà lỡ bệnh nhân có những tác dụng phụ thì đó chính là mình phải theo dõi, vì một trong những cái thuốc điều trị bệnh Crohn đó là vấn đề corticoid. Alo. Anh thờ hầu ơi, tôi đang bận còn nửa tiếng là anh gọi lại nhé. Với anh chuyện cho tôi cả đó mà
hình như là chuyển rồi nhưng mà đọc không được. Thôi tôi mở đang được, tôi xin lỗi, tôi đang dạy đã nhé. Tiếp câu hỏi của ai nữa? Đưa bảo Minh. Anh Minh có gì kìa, có câu hỏi nhé. Dạ này em hỏi đây thôi. Hỏi đi em. Cái cọc tuyệt là cái loại thuộc xương dung nhất mà các bạn lên không thấy ai hỏi gì hết rồi. Là cảm thấy thỏa mãn hết đúng không? Như vậy hôm nay cái bài hôm nay thì là có cái gì để làm trong quá trình mình điều trị, mình có ý kiến chứ? À, thầy hồi nãy của cái chị đó nó hỏi cái vụ mà hydrocortison khó mua á, thì mình có cái chuyển đổi như trong cái bản của bạn Châu Anh có, với lại trong cái hướng dẫn thì mình sẽ sử dụng là prednisolone hoặc là methyl prednisolone. Thì về cái liều kháng viêm á, thì hồi nãy của bạn Châu Anh là hydrocortison á là tác dụng kháng viêm là bột giữ nước, còn cái kháng viêm của prednisolone á là gấp 4 ở giữ muối nước thì là 1, nhưng mà là kháng viêm là 4 lần. Còn prednisolone nó thì là 1 năm, cho nên mình có thể mình dựa vào cái đó để mình chuyển đổi tương đương cũng được đó, đó chị. Thì em về em có một chút ý kiến vậy, xin nhờ thầy hỗ trợ thêm. Rồi cái có ý kiến nữa nha. Thùy Giang, mời Thùy Giang ơi, trình bày đi. Dạ thầy ạ. Dạ thầy, cho em hỏi là ở điều trị glucocorticoid ở bệnh nhân suy vỏ thượng thận ấy, thì mình điều trị liều 20mg ngay từ đầu hay là mình dùng liều tối thiểu rồi mình tăng dần liều để đạt liều tối ưu đối với bệnh nhân ạ? Cái phần điều trị của anh Nguyệt. Dạ thì theo kinh nghiệm tùy vào bệnh nhân, là thứ nhất là gì, mình sẽ đánh giá bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân trong trường hợp suy thượng thận cấp á, thì mình sẽ điều trị liều cao lúc mà ngay từ đầu, mà như bệnh nhân vô suy thượng thận cấp có tụt huyết áp, có thiếu corticoid nó nói thì huyết áp gì đó thì mình điều trị theo suy thượng thận cấp. Còn nếu mà bệnh nhân suy thượng thận mãn, là bệnh nhân chỉ có chán ăn, cảm giác chán ăn, thì mình có thể mình sẽ không có điều, mình chỉ cho cái liều nào mà bệnh nhân hợp nhất, là mình có thể dùng liều sinh lý thôi ngay từ đầu. Nếu mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì lúc đó mình mới tăng liều, chứ không có cần nhất thiết phải là 20mg ngay từ đầu. Dạ em có ý kiến gì xin thầy. Bạn nói rất đúng, là vì chúng ta biết là nên một người suy vỏ thượng thận mà nếu có sạt cấp thì thông thường á thì nhờ cái corticoid nó tiết gấp 5 đến 10 lần. Thế như vậy trong trường hợp đó là chúng ta phải tăng liều rất là cao. Đấy, như vậy là bạn Anh Nguyệt nói rất đúng. Như vậy tùy theo tình huống, nếu bệnh nhân mà suy vỏ thượng thận cấp thì bắt buộc chúng ta phải dùng liều cao, vì vai trò stress nó sẽ làm tăng nhu cầu của corticoid. Nhưng mà điều trị thông thường thì chúng ta sẽ cho liều mà hàng ngày chúng ta cơ thể chúng ta cần bao nhiêu miligam thì chúng ta sử dụng như vậy thôi. Và theo tôi thì như vậy chúng ta sẽ có hai loại liều, một loại liều là trong stress và một loại liều để duy trì trong cuộc sống hàng ngày nếu bệnh nhân suy vỏ thượng thận thực sự. Rồi ai có ý kiến nữa? Lan Phương có ý kiến, Thanh Thò có ý kiến. Thanh Thò rồi ý kiến đi. Thưa thầy, em muốn ý kiến là trong một bệnh nhân có bệnh nhân đái tháo đường mà kèm theo mà trong hội chứng nhiễm trùng thì điều trị thuốc corticoid như thế nào thầy? Bây giờ là anh Nguyệt trả lời. Dạ. Bệnh đái tháo đường có nhiễm trùng dùng corticoid như thế nào? Dạ thưa thầy, thì em xin trả lời là nếu như bệnh nhân đái tháo đường mà bệnh nhân đó không có suy thượng thận, có nghĩa là bệnh nhân không có suy thượng thận trước đó mà bệnh nhân nhiễm trùng, thì mình chỉ điều trị kháng sinh và kiểm soát đường huyết,
Còn nếu như bệnh nhân vô sốc nhiễm trùng thì mình sẽ điều trị kiểm soát đường dài, phác đồ sốc nhiễm trùng thì nó sẽ có sử dụng là corticoid. Nhưng mà thì lúc đó thì sau đó thì mình sẽ giảm liều của sốc nhiễm trùng, chứ bây giờ ưu tiên cái nào nặng hơn. Còn nếu như mà bệnh nhân đang mà bị suy thượng thận mà bệnh nhân vừa nhiễm trùng đái tháo đường thì lúc đó là bệnh nhân đã có một cái chết rồi, thì có thể là bệnh nhân sẽ vô suy thượng thận cấp, thì mình sẽ điều trị giống như một corticoid như là cái liều của suy thượng thận cấp. À, xin thầy hỗ trợ. Nguyệt anh nói, anh Nguyệt nói rất đúng, là vì trên bệnh nhân đái tháo đường mà khi bệnh nhân vào á, thì nếu nhiễm trùng mà nhiều không có sốc thì không có ai dùng corticoid làm gì cả, mà khi có sốc thì đừng có nghĩa là gì stress, mà trong stress á, thì bắt buộc là một những mà nếu bệnh nhân mà có tiềm ẩn của một cái bệnh lý mà suy vỏ thượng thận bắt buộc chúng ta phải sử dụng. Thế như vậy nó tóm lại trên bệnh nhân đái tháo đường khi sử dụng vào thì chắc chắn là đường máu cao, như vậy chúng ta phải thay đổi liều hoặc là chúng ta phải theo dõi đường máu như thế nào đó để cho bổ sung cho kịp thời. Nhưng mà nếu bệnh nhân mà đái tháo đường mà có không nhiễm trùng mà không có choáng thì không có lý do gì mà chúng ta sử dụng cái corticoid cả. Thì như vậy nó tóm lại là tùy theo tình huống của nhiễm trùng trên bệnh nhân đái đường mà chúng ta phải sử dụng khác nhau. Để tôi có ý kiến như thế. Ai có ý kiến nữa nè? Lan Phương, Minh Bảo Anh, Đừng Minh Bảo Anh giơ tay phát biểu nữa. Rồi. Dạ, em hỏi kiểu là dẫn bệnh nhân dùng corticoid có thể nguy cơ loạn xíu đó. Vậy thì mình dùng chế phẩm là canxi si bổ sung cho bệnh nhân để giảm nguy cơ loạn xíu, người cần bổ sung vitamin D không thầy? Rồi. Việc ăn tác dụng phụ với loạn xưa. Dạ, dạ thì theo em đọc một số hướng dẫn thầy thì khi mà mình sử dụng corticoid kéo dài thì nguy cơ loãng xương á, thì mình vẫn sẽ xài sử dụng canxi và vitamin D với một số điện giải như là kali và những cái chất mà đạm protein đó thầy bổ sung. Thì để em có. Dạ xin thầy em có một số ý kiến đó, không biết là có. Cái này này các bạn biết á, là nếu như các bạn mà sử dụng cho những cái vấn đề mà cái sàng lọc loãng xương á, là bắt buộc rồi các bạn phải dỡ cái bài loãng xương ra của bài của thầy Tám á, đối tượng cần sàng lọc đấy. Thế như vậy trước khi mà nếu như bạn quyết định bệnh nhân sẽ điều trị cọc thì dài ngày thì chắc chắn bài trên cái đối tượng mà có nguy cơ cao bạn phải sàng lọc cái loãng xương, mà nếu có bị loãng xương thì bắt buộc bằng các bạn phải sử dụng các thuốc chống loãng xương và bổ sung canxi D đấy nè. Mà nếu như mà bệnh nhân dùng ngắn hạn thì nó không gây cái gì, nhưng mà nếu bệnh nhân dùng dài hạn thì các bạn việc đầu tiên là bạn phải nên kiểm tra một cái bi lăng về loãng xương, đó là đo mật độ xương. Mà nếu bệnh nhân bình thường thì nếu dùng ngắn hạn thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu dùng dài hạn thì chúng ta biết là chắc chắn là chúng ta phải bổ sung, và đồng thời song song đó chúng ta phải là lưu thương, chúng ta phải kiểm tra cái mức độ xương cho bệnh nhân đấy. Để theo ý kiến tôi như thế, không biết ai có ý kiến gì không nữa. Rồi Võ Phương Xuân Lan, Ngô Thị Vân, Vân Vân ơi, rồi Vân hỏi Vân ơi, Dạ, em xin hỏi thầy với em hỏi các bạn trước đó, hỏi các bạn có biết đấy. Dạ, em xin hỏi bạn cả ở viên là trên lâm sàng thì em thường gặp những bệnh nhân mà vào vậy có cái triệu chứng của kết sinh á, nhưng mà không, vì họ làm dùng thuốc ở nhà cho nên mình cũng rõ liệu điều trị ở nhà là như thế nào, thì thường là cần cần những bệnh nhân đó thì mình cần làm gì để biết là mình phải điều trị hydrocortisone suốt đời, là mình điều trị một thời gian và cái tuyến thượng thận nó sẽ phục hồi lại và chỉ cần điều trị một thời gian ngắn. Rồi mời anh Nguyệt. Dạ thì đối với một những bệnh nhân mà khi mình vô á, mình không có biết được là bệnh nhân có uống thuốc không, nhưng mà mình thấy là bệnh nhân có là kiểu hình khúc xinh, mà có thể là bệnh nhân là mình sẽ khai thác được là bệnh nhân có thể là uống mấy cái thuốc mà giảm đau của thuốc Tàu, thuốc Nam, thuốc gì ở ngoài đó, hoặc là mua những cái liều á, thì đa phần bây giờ là mình sẽ nghe bệnh nhân mô tả như vậy. Thì mình sẽ đầu tiên là mình thử là định lượng cortisone buổi sáng 8 giờ,
Mà nếu như nó nằm ở trong cái khoảng từ 3 dưới 3 thì như hồi nãy trên bài có nói dưới 3 thì coi như là bệnh nhân là có suy thượng thận, thì lúc đó mình sẽ bổ sung cho bệnh nhân. Còn nếu mà từ 3 đến 18 từ 3 tới 20 thì mình có thể là mình sẽ dùng cái test. Test thì sinapten, hoặc là nếu như mình bệnh nhân trẻ mà sinapten khó mua quá ở, tại vì cái đó nó khó mua ở bệnh viện mình cũng không có, thì sẽ sự mà bệnh nhân trẻ, bệnh nhân không có yếu tố gì tim mạch, không có bị tai biến trước đó hay không, thì mình có thể dùng cái test hạ đường huyết để đánh giá. Còn là nếu mà bệnh nhân lại có triệu chứng mà đỏ quá, là khi mà bệnh nhân mà ngưng thuốc đó, đó không có dùng tới, mà bệnh nhân ói hoặc là tụt huyết áp như triệu chứng một cái suy thượng thận cấp đó, thì bạn có thể sử dụng luôn điều trị như suy thượng thận cấp và sau đó giảm liều từ từ trở về cho liều sinh lý cho bệnh nhân chấp nhận được. Dạ, xin ý kiến của thầy. À, bằng nói rất đúng, trên một bệnh nhân mà đứng được một trường hợp mà chúng ta sử dụng corticoid lâu ngày thì bắt buộc là chúng ta phải làm một cái test, và test sinh đặt tên đấy. Để như vậy các bạn biết là làm test đó để mà minh chứng là chức năng của vỏ thượng thận còn hay không còn. À, nếu còn thì như vậy chúng ta chỉ có chúng nhớ trong cái bệnh nhân sử dụng corticoid á, thường thường là có hai cái biểu hiện. Một biểu hiện là suy vỏ thượng thận thật sự, và một người ta gọi là hội chứng cai. À, các bạn hết sức lưu ý cho tôi điều này. Thì chính vì vậy cái những bệnh nhân mà chúng ta có nghi ngờ đó thì chúng ta luôn luôn làm test, là vì đặc biệt là tôi đi trên lâm sàng tôi thấy những bệnh nhân ban đêm vào á, thì vào lên những cơn hen cấp, thì các bạn theo nguyên tắc thì các bạn biết là giữa corticoid với thuốc beta 2 á, thì cái loại giãn phế quản beta 2 mà giãn cho corticoid nó không như giãn phế quản, mà những bệnh nhân dùng xong thì bệnh nhân có hiệu quả ngay. Thì các bạn do đó từ đó các bạn hết sức lưu ý là giữa cần phân biệt với suy vỏ thượng thận thực sự với cái hội chứng cai, thì đây là những cái quan trọng nhất và một trong những cái mà để chúng ta phải nói như bạn định lượng. Nhưng mà đôi khi định lượng cũng khó, là bởi sao khi bệnh nhân sử dụng rồi thì sáng hôm sau là cái half life của nó còn tác dụng, thì do đó là chúng ta thử nó bị cao lên thì chúng ta bị đánh lừa. Thế do đó là chính vì vậy là cái nguyên tắc mà những cái bệnh nhân mà sử dụng lâu dài thì bắt buộc chúng ta phải làm test trước khi mà chúng ta quyết định cai cho họ. Ai có thắc mắc nữa? Trường Ngọc, Ngọc Quý, Ngọc Quý. Dạ thầy và các bạn, em xin hỏi là chỗ tác dụng phụ của corticoid chứ thường mình hay gặp nhất là tác dụng phụ của thầy. Thì trong trường hợp mà tác dụng phụ đó thì mình có thể dùng lợi tiểu được thầy, hay là mình điều chỉnh lại rồi từ từ nó sẽ giảm? Em xin cảm ơn. Rồi bằng Ánh Nguyệt trả lời. Thì em xin trả lời cái câu của bạn, đó là tác dụng phụ do corticoid mà khi mà bị phù á, mà bạn sử dụng lại tiểu á, thì nó cũng không có hết phù, hoặc là khi nó nếu mà cái liều lại tiểu của bạn cao thì có thể ở bên ngoài nó giảm phù thôi, nhưng thật sự cái cơ chế nó gây phù nó vẫn còn, thì lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chức năng thận của bệnh nhân. Với lại qua cái chuyện này thì em có một số cái là muốn hỏi một cái thầy kinh nghiệm của thầy, xin thầy chia sẻ cái vụ mà sử dụng cái SGLT2 của thầy. Em khi mà sử dụng cái đó thì cũng làm cho thấy bệnh nhân là giảm cái phù của trong cái corticoid nhiều lắm. Thầy có kinh nghiệm cái đó không vậy thầy? À, như thế này nè, dùng SGLT2 như vậy là một cái nguy hiểm, vì bệnh nhân mà suy vỏ thượng thận là hay dễ bị hạ đường máu, mà chúng ta sử dụng cái thuốc đó là hết sức nguy hiểm. Theo tôi là không nên sử dụng, là vì cái SGLT2 thể làm thải đường ra nội tiểu, bệnh nhân sẽ ngồi nguy cơ hạ đường máu, mà bệnh nhân đã hạ đường máu rồi, đúng không? Thì do đó là cái vấn đề quan trọng nhất chúng ta biết, khi chúng ta sử dụng corticoid, mà khi chúng ta sử dụng corticoid liều cao, nhớ nha, nhắc lại, glucocorticoid sử dụng liều cao thì nó tác dụng giống như androsterone, vì nó gắn vào receptor của androsterone, thì nó gây một cái tình trạng cường androsterone cho bệnh nhân. Bình thường có thì nó không gây tăng huyết áp, nhưng mà khi chúng ta dùng liều cao, nó gắn vào cái thụ thể của androsterone, mà chính androsterone là cái làm tăng huyết áp, làm tăng phù. Đấy, thì do đó là các bạn phải hiểu, khi sử dụng có cái liều cao thì nó sẽ gây tác dụng giống như mà cường androsterone, thì một trong những đó là tái hấp thu muối và nước, thì gây bệnh nhân gây tình trạng phù. Ngoài ra thì chúng ta biết là trong có thịt đó, nó còn ảnh hưởng đến ba chuyển hóa lipid, chuyển hóa protein và chuyển hóa đường.
Thì như vậy một trong những cái chuyển hóa mà protein thì bệnh nhân có thể bị thoái biến protein, do đó bệnh nhân có thể phù do tình trạng dinh dưỡng một phần nữa, các bạn phải nhớ cho điều này đấy. Do đó các bạn thấy thường thường những bệnh nhân có thì hay bị teo cơ, mà teo cơ này có nghĩa là bệnh nhân mất đạm, thì mất đạm ở trong cơ thể thì đó là một cơ chế để gây phù. Như vậy trên một bệnh nhân mà uống corticoid mà phù thì các bạn phải suy luận do cường aldosterone hay là bệnh nhân do giảm protein máu. Đây thế này, cường aldosterone thì gây tái hấp thu muối được làm cho bệnh nhân phù, mà nếu như bệnh nhân mà do liên quan đến cái chuyển hóa protein thì bệnh nhân sẽ teo cơ và đồng thời là có phù, hai bên khác nhau. Thế đó là tôi có một số ý kiến với các bạn. Các bạn đã có ý kiến gì nữa? Như vậy là cả sau khi chúng ta là có Huynh Văn Trọng, Dạ em kính chào thầy những hai báo cáo viên. Thưa thầy, em có một cái câu hỏi dành cho hai báo cáo viên. Thực tế là trong cái điều trị đây, nãy giờ cái bài báo cáo là nói chủ yếu là suy tuyến thượng thận thứ phát sau dùng corticoid kéo dài. Thì em có một câu hỏi, nhưng mà suy tuyến thượng thận tiên phát hoặc trong trường hợp là bệnh nhân bị u tuyến thượng thận phải kích bỏ tuyến thượng thận, thì mình phải sử dụng cái liệu pháp cortisone thay thế, thì mình sẽ trên lâm sàng mình sẽ sử dụng là cái thuốc nào, có cái liệu pháp nào hỗ trợ thay thế nếu mà không có cortisone, hoặc là mình so sánh cái tương tác rồi làm sao để mình giảm cái tác dụng phụ, để nó suy cái tuyến cái trục hạ đồi tuyến yên, làm sao để cho nó giảm cái chuyện là suy tuyến trục hạ đồi tuyến yên thứ phát. Nguyệt Anh, anh Nguyệt. Câu hỏi này hơi khó hơn thầy, nhưng mà thật ra thì suy tuyến thượng thận nguyên phát á, là có thể á, là nó cả suy cả vỏ thượng thận, hoặc là suy cái phần mà lớp bó là cortisone, hoặc nó có thể thiếu cái thằng của aldosterone. Cho nên là mà bây giờ bạn hỏi là thì cho tới thời điểm hiện tại thì mình chỉ biết là chỉ có cortisone, glucocorticoid để bù, và nếu như mà bệnh nhân mà có xin thêm cái phần mà lớp tẩy đó thì mình sẽ bù bằng cái mini glucatisone, cái thằng mà để mà bù cái cho suy tuyến thượng thận nguyên phát. Còn mà hình như cái ý thứ hai là cái gì vậy, có thể nhắc lại cái ý thứ hai được không? Dạ, ý thứ hai là ví dụ những bệnh nhân mà tổn thương u mà mình phải kích đi cả tuyến thượng thận, là nó bị suy vỏ lẫn suy tủy thượng thận, là mình sẽ lựa chọn cái thuốc điều trị gì trên lâm sàng, và mình sẽ theo dõi làm sao để cho khỏi bị cái trường hợp là suy trục hạ đồi tuyến yên thứ phát sau khi suy tuyến thượng thận hay là kích bỏ tuyến thượng thận. Thì nếu như mà mình là suy á, thì khi mà suy nguyên phát á, thì mình chỉ bù là liều sinh lý thôi, là bệnh nhân có thể là khi mà cho cái liều thuốc sinh lý đó mà bệnh nhân có thể dung nạp là không có triệu chứng gì mà của một cái thiếu corticoid á, thì mình là như vậy là được theo dõi, là chỉ bằng theo dõi corticoid, theo dõi bằng cortisone máu thôi, chứ còn cũng cái này thì phải nhờ sự hỗ trợ của thầy tiếp theo. Tôi xin có ý kiến này. Như vậy là khi mà bạn nói suy tiên phát có nghĩa là suy tài tuyến vỏ thượng thận, thế như vậy chúng ta tài tuyến vỏ thượng thận thì cái tuyến vỏ thượng thận chúng ta phân vỏ gồm có ba ốc môn, bên ngoài đầu tiên là aldosterone, thứ nhì là corticoid hydrocortisone, với cái cortisone, cái thứ ba nữa là androgen, và sâu hơn nữa là tủy thượng thận. Như vậy các bạn đang nói chỉ đơn thuần suy vỏ thượng thận hay là suy tuyến thượng thận, cái này quan trọng đó. Vì nếu khi họ cắt đi thì như vậy là cả mất luôn tủy mà cả vỏ, và trong vỏ thì chúng ta nhớ có ba ốc môn, và tủy thì có một ốc môn có là catecholamine. Đấy, thế như vậy là nếu trong trường hợp đó thì theo tùy tình huống, mà nếu mà chúng ta thấy trên bệnh nhân này mà ở độ tuổi nào cần androgen, độ tuổi nào cần aldosterone, độ tuổi nào cần corticoid, thì như vậy tùy theo độ tuổi mà chúng ta sẽ cung cấp cho họ. Và nói như bạn thì chúng ta phải cung cấp là thường thường là chúng ta chủ yếu là cung cấp cái corticoid mà thôi. Đó thì nên tức là chúng ta dùng cái hydrocortisone mà thôi. Đấy là vì như vậy các bạn hãy sức lưu ý. Và chúng ta cung cấp sẽ như thế nào? Thì nếu như mà đó thì như vậy chúng ta biết là vì bệnh nhân mất hết. Như vậy chúng ta nó khác ở chỗ khác là gì? Vì bệnh nhân bị mất hết, do đó chúng ta phải 2/3 liều buổi sáng và 1/3 liều vào buổi chiều. Thì đó là cái cung cấp do chiều sinh lý, vì buổi chiều cũng là cần tiết, nhưng mà nếu mà chạy chúng ta chỉ dùng buổi sáng không, buổi chiều bệnh nhân không có là không được. Đó là vì chúng ta
dùng buổi sáng đơn thuần để buổi chiều bệnh nhân thấp đi để cho cái tuyến là kích thích tuyến yên để tăng tiết, nhưng mà vì bệnh nhân đã suy rồi thì do đó chúng ta phải cung cấp liều sinh lý, có nghĩa là 2/3 liều buổi sáng và 1/3 liều buổi chiều, và cái nhu cầu của chúng ta thì như vậy là từ khoảng 10 đến 15 miligam ở đây. Thế đấy là cái ở đó thì ý kiến của tôi như thế đây. Như vậy tùy theo tình huống nữa, nếu như bệnh nhân mà có vấn đề của androsterone mà suy androsterone thì cũng chưa từ lâu chưa ai thấy cả, mà cứ androsterone người ta mới điều trị. Còn androgen thì là ngoài cái thượng thận ra là còn có cơ quan sinh dục, cho đó vấn đề suy bỏ thượng thận chủ yếu người ta vẫn tập trung vào cái cortisol mà thôi. Đây. Ai có ý kiến đâu nè? Ai nữa không? Thế nếu không có ý kiến thì tôi xin có một số tham luận, vì chắc là chương trình rồi Võ thì Lan Phương. Lan Phương trên bài em ơi. Dạ thưa thầy. Dạ lúc này là thầy có nhắc đến cái phân biệt hội chứng cai và suy bỏ thượng thận đó thầy. Thì em xin hỏi ý kiến thầy là nếu mình đã biết được bệnh nhân đó là hội chứng cai do loài COVID nào thì ở trên lâm sàng là mình có thể cai từ cái thuốc đó được không ạ? Có nghĩa là vì bệnh nhân đang dùng PrEP liều như đó thì mình sẽ liều pháp xuống thang giống như chị Nguyệt đã chia sẻ. Và cái câu hỏi thứ hai là em xin kính nhủ thầy, tức là mình sẽ chọn cái loại insulin nào trong cái điều trị khi bệnh nhân vừa đái đường mà vừa cần phải là dùng corticoid ạ? Em xin cảm ơn ạ. Như thế này thì chúng ta biết là nếu như bây giờ đầu tiên là hội chứng cai trước. Hội chứng cai như thế này thì các bạn, ý tôi muốn nói như thế này, rất nhiều bệnh nhân vào ban đêm, ví dụ lên cơn hen chẳng hạn, lên cơn khó thở chẳng hạn, nhưng mà các bạn về theo nguyên tắc là để cấp cứu cơn hen phế quản thì các bạn dùng các cái nhóm mà kích thích beta 2 để nó giãn phế quản. Nhưng bệnh nhân dùng đủ liều mà vẫn có hiệu quả, mà sau đó bệnh nhân dùng corticoid có hiệu quả, mà trong khi cái cơ chế mà để giãn phế quản của corticoid không có, thì đó là một trong những các bạn cần lưu ý cho tôi là coi chừng đó hội chứng cai. Thì chính vì vậy thì cái hay nhất ở những bệnh nhân đó là khi vào trong đêm thì các bạn nên định lượng cortisol cho cùng đồng thời thì để chúng ta phân biệt. Vì tôi gặp rất nhiều bệnh nhân thì đó là ý tôi muốn gợi ý cho các bạn thôi. Chúng ta sẽ cứ thấy bệnh nhân khó thở thì là cứ cortisol, mà các bạn biết là các bạn lô solimetron là đến 50 đến 100 mg thì rõ ràng bệnh nhân chắc chắn là sau bệnh nhân suy bỏ thượng thận. Đó là cái câu tôi gợi ý cho các bạn trong các phiên trực làm những bệnh nhân đa khớp dạng thấp hoặc là hen phế quản. Có nhiều bệnh nhân đau rất dữ dội, vừa rồi cách đây cũng khoảng là hơn nửa tháng, người nhà một sinh viên, một bác sĩ, một đồng nghiệp đau rất dữ dội, một ngày là người ta cho đến 6 viên hydrocortisone, và bây giờ là đau rất dữ dội, các bạn biết là đến mức độ mà xem như là không sử dụng không được. Thì bây giờ là sau khi một tuần thì bây giờ đã cai được 10 mg, mà bệnh nhân cũng vẫn hết đau. Có nghĩa là gì? Khi bệnh nhân đau thì chúng ta cho thuốc, nhưng mà đừng cho liều cao quá, vì đấy là hội chứng cai đó. Và hiện nay tôi rất mừng là cái người này đã sử dụng gần mấy tháng trời hydrocortisone một ngày 6 mg, và bây giờ giảm xuống như vậy là đạt 10 mg. Thì chốc nữa là bên chỗ cái Nguyệt sẽ hồi này là có trình bày cho chúng ta là vấn đề hội chứng cai đó. Là còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sử dụng corticoid và đái tháo đường. Thì như thế này này, nếu như bệnh nhân mà không bị đái tháo đường mà sử dụng corticoid thì các bạn, nếu mà sử dụng thì các bạn biết là cái đỉnh cao nhất của cái thuốc mình đang dùng đó là xảy ra vào giờ thứ mấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một loại thuốc mà đến thời điểm đó là để làm sao. Vì trong cái tăng đường máu ở bệnh nhân có thì có hai vấn đề, một vấn đề là đề kháng insulin, và một vấn đề thứ hai là giảm tiết insulin. Thì như vậy là chúng ta phải xem cái bệnh nhân đó thuộc dạng đề kháng, thì vấn đề chúng ta sẽ sử dụng các thuốc giảm đề kháng, giống như chúng ta có thể dùng metformin, chúng ta dùng giật đi. Nhưng mà nếu bệnh nhân bị thiếu insulin, bắt buộc chúng ta phải sử dụng insulin cho bệnh nhân đó. Thì như vậy là nó còn lại vấn đề tăng đường máu trên bệnh nhân đái đường. Thứ nhất là nó bệnh nhân có đái đường từ trước hay không đái đường từ trước. Mà nếu bệnh nhân đái đường từ trước mà nó liên quan đến insulin thì chúng ta phải làm sao đó cái thời điểm sử dụng corticoid, cái đỉnh cao nhất của corticoid thì chúng ta là vào lúc thời điểm đó phải có insulin đầy đủ. Đó tóm lại là cái vấn đề mà tăng đường huyết đến bệnh nhân sử dụng corticoid thì nó phức tạp, nó xảy ra trên người đái đường không đái đường, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn cân nhắc giữa cái sửa lời và hại. Rồi thì đây là
Thôi bây giờ tôi xin có một số cái vì chúng ta đã hơi trưa rồi, tôi có 15 phút để có một số ý kiến với cho các bạn. Các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy gì không? Dạ thấy thầy. Thấy gì? Thấy chai chưa? Dạ. Thấy rồi. Rồi. À, cái phần này tôi tham luận đây là có, tôi tưởng là các bạn là tham hỏi ít thì tôi tham luận nhiều, nhưng mà bây giờ các bạn hỏi nhiều như vậy tôi để là 260 slide. Đấy, như vậy tôi sẽ bỏ qua những cái không cần thiết. Các bạn thấy gì các bạn? Các bạn thấy gì không? Dạ thấy thầy. Thấy cái gì đấy? Chuẩn bị vô sinh. Hai giả sĩ. Ấy. Hai giả sĩ. Thấy gì không? À, khi người ta nói đến cái thượng thần, tức là người ta nói đến sức mạnh, các bạn nhớ chưa? À, như vậy corticoid là một cái hormone rất là cơ thể chúng ta không thiếu được, mà thiếu thì chúng ta không thể mạnh được giống như này. Đấy nào. Và cả đã, các bạn đã biết rồi. Thì như cái tuyến vỏ thượng thần thì cái phần tiết cái corticoid đó thì nằm ở phần hồi nãy bạn đã phần bỏ, tôi bỏ qua. Và các bạn biết cái corticoid nếu các bạn dạy, sử dụng nhiều thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hormone. Đó. Nó ảnh hưởng nhiều trên cái hormone sinh dục, hormone sinh dục nữ và adrenaline, vì vậy đây là cái sinh tổng hợp của nó. Và nhịp sinh học đã như thế rồi, các bạn đồng ý. Và các bạn khi định lượng corticoid thì tôi nhắc lại các bạn là có hai dạng, dạng kết hợp và dạng tự do. Tôi nhắc lại cho các bạn dạng kết hợp và dạng tự do. Và nếu trên một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có liên quan đến cái tuyến vỏ thượng thần thì chúng ta nên định lượng ACTH đồng thời. Để các bạn thấy, vì ACTH buổi sáng nó tiết rất cao và buổi chiều tối nó tiết rất thấp thì nó tương đứng với cái chuyện này. Thì đây là cái như các bạn hết sức lưu ý cho tôi. Và corticoid từng độ tuổi có khác nhau. Và chúng ta biết là nếu nó chúng có thể định lượng trong nước tiểu, chúng ta có thể định lượng trong nước bọt. Đấy, thế đây là những cái mà chúng ta cần biết, suy hay không suy thì cả những cái vấn đề này hết sức quan trọng. Và đặc biệt các bạn biết trên bệnh nhân đang sử dụng corticoid thì bạn phải nhớ rằng khi bệnh nhân có stress, phẫu thuật, nhiễm khuẩn thì nhu cầu nó tăng rất là cao. Đấy, thế đây là cái điều đó là lý do các bạn hết sức lưu ý. Và khi sử dụng corticoid thì chúng ta nhớ corticoid luôn luôn là nó kết hợp protein. Đây, đây. Và nhắc lại một lần nữa, cái corticoid tác dụng càng dài đó, là càng nguy cơ suy vỏ thượng thần càng cao. Và chúng ta nhớ nếu chúng ta sử dụng chỉ cần liều sinh lý 2 tuần, tôi nhắc lại chỉ cần 2 tuần, chúng ta đã bắt đầu có cái dấu hiệu của cái ức chế của trục hạ đồ tuyến yên. Thế đây là cái lưu ý. Nó tóm lại khi các bạn mà cho bệnh nhân trên 2 tuần thì phải luôn luôn hết sức lưu ý cho tôi điều này. Tôi bỏ qua những cái điều này. Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải nhớ có rất nhiều loại thuốc trong quá trình chúng ta phối hợp điều trị thì có nhiều loại thuốc mà nó có thể đối kháng với corticoid. Thế đây những cái loại thuốc mà đối kháng với corticoid. Bây giờ cơ chế của tác dụng thì tôi nhắc lại một lần nữa. Vì sao có rất nhiều bệnh từ miệng mà chúng ta dùng corticoid nên là có liên quan là vì corticoid một tác dụng được, đầu tiên là nó đi với kết hợp protein. Sau khi nó đi ra khỏi máu thì bây giờ nó dạng tự do, nó gắn vào thụ thể. Gắn vào thụ thể ở bên trong nội bào. Ở đây là cái các bạn lưu ý là và nó khắp nơi. Nó có thụ thể khắp nơi.
là, và chúng ta nhớ khi chúng ta chỉ sử dụng corticoid thì bệnh nhân sẽ có 13 cơ quan đều liên quan, chứ không phải đơn thuần chỉ có đường là đấy. Thì các bạn thì tôi nhắc lại, có đến 13 ảnh hưởng trên cơ quan này. Đây tôi lưu ý cho các bạn, đó là tôi đi qua những cái chuyện này. Trong cái corticoid đó để luôn tiền luôn, thì như vậy các bạn, nó làm giảm tiết insulin, làm tăng đường máu, đó là, nhưng đồng thời nó cũng làm tăng đề kháng insulin. À, thì đây là tăng đề kháng, tức là nó vừa bên này giảm tiết nhưng mà vừa nó đề kháng, là vì nó liên quan đến chuyển hóa các axit béo, và những cái này nó, tức là nó vừa giảm mà vừa đề kháng, thì như vậy rốt cuộc là bệnh nhân rất dễ bị tăng đường máu. Đó là, tôi đi qua những cái này nữa. À, và sở dĩ vì sao mà cái corticoid nó gây cho bệnh nhân hồi chứng cai, là vì các bạn biết là vì đây nó dễ vào trong cái trong tế bào, vì nó là cái cortisol, nó là cholesterol, chính vì vậy nó vào trong cơ thể, mà khi vào trong cơ thể thì nó bắt đầu gây hưng phấn. Đó đấy, và thậm chí đôi khi gây ra những cái triệu chứng về tâm thần kinh, và chính vậy khi giảm thì nó cũng đưa đến một tình trạng mà hết sức lưu ý tôi các bạn. Tăng chúng ta không sợ, mà tôi hiện nay tôi rất sợ những bệnh nhân bị giảm corticoid, mà một trong những triệu chứng đó là đưa đến tình trạng về tâm thần kinh, để các bạn hết sức lưu ý ở đây. Đây, trong cái dạ dày tả tràng thì các bạn nhớ là nó liên quan đến nó tăng tiết pepsin và acid chloric, và đồng thời nó ức chế prostaglandin. Thế như vậy tùy theo các bạn mà suy nghĩ, mà các bạn sử dụng kháng tiết hay sử dụng ức chế prostaglandin. Ở đây là những cái cần lưu ý, và đặc biệt những người mà nhiễm HP thì đây là một cái thuốc mà gây tạo sự bất trị, là vì nó giảm đáp ứng miễn dịch đối với HP. Thì đây là những cái mà các bạn lưu ý. Do đó những cái bệnh nhân nào mà liên quan đến cái loét dạ tả tràng thì các bạn phải nhớ cho hai điều, tức là nó vừa tăng tiết nhưng mà nó giảm đáp ứng miễn dịch với cái quang HP. Là bây giờ cái này qua trên cái số lượng máu, thì như vậy các bạn, tôi lưu ý cho các bạn về ban đêm, các bạn những bệnh nhân COPD, những bệnh nhân hen phế quản thì vào viện các bạn thấy bệnh nhân bạch cầu tăng, nhưng mà các bạn coi chừng đó là tăng bạch cầu do corticoid chứ không phải là do bụi nhiễm. Đây các bạn lưu ý là rồi nó tăng bạch cầu, nhưng mà tại lại nó giảm rất nhiều cái dòng bạch cầu khác. Về mắt thì các bạn nhớ nó cũng là ảnh hưởng trong cái áp lực trong nhãn cầu, và đồng thời nó cũng có thể là gây một số bệnh lý liên quan đến võng mạc. Trên hệ tim mạch thì tôi nhắc lại các bạn, đây là điều quan trọng, là nó làm tăng cuồng lượng tim, tăng trương lực mạch máu do tăng co mạch ngoài biên của catecholamine. Và đồng thời nó là có thể là gì, gây một stress rất nặng khi bệnh nhân bị suy vỏ thượng thận nếu gặp stress. Đây thì đây là do đó tôi nhắc lại, và khi chúng ta sử dụng liều cao thì đây là nó gắn vào cái thụ thể của androsterone làm tăng huyết áp. Thì đây là những cái lưu ý. Là vấn đề kháng viêm thì các bạn đã nói rồi, đó là vấn đề trên cần dưỡng các bạn đã nói rồi, tôi qua ức chế mình, tôi nói qua, đó là tôi sẽ chỉ điểm qua. Trên cái chuyển hóa xương, các bạn nhớ cho tôi, người sử dụng corticoid thì có một cái nữa là giảm hấp thu cái corticoid ở ruột, nhưng mà đồng thời nó gây loạn xương, nhưng đồng thời nó tăng tiết trong cái qua thận, thì cho đó những người mà sử dụng corticoid rất dễ bị sỏi thận. Tôi nhắc lại các bạn, loạn xương một phần nhưng mà đồng thời nó gây dễ bị sỏi thận. Tôi nhắc lại một lần nữa đấy. Đấy. Trên tuyến giáp thì như vậy các bạn thấy, vì sao trong bệnh nhân ví dụ cơn bão giáp người ta sử dụng cái corticoid, là vì nó có một phần nó liên quan đến vai trò tê thác, và một phần nữa là nó có tác dụng biến đổi T4 thành T3. Như vậy trong cơn bão giáp người ta điều trị vì người ta trong đó là vấn đề liên quan đến tê thác, nhưng mà đồng thời biến giảm T4 thành T3. Đây là quan trọng trên cảm tuyến sinh dục rồi. Thế như vậy các bạn thế, tôi đi qua những cái này. Khi sử dụng corticoid thì chúng ta nhớ cho ba loại là tác dụng ngắn,
trung gian và kéo dài. Thì như vậy trong người quá trình điều trị các bạn thì các bạn nên chủ yếu nhiều cái loại tác dụng ngắn. Nếu như mà những cái loại tác dụng kéo dài thì các bạn hết sức thận trọng. Tác dụng kéo dài làm cho bệnh nhân suy vỏ, như đó chúng ta phải tập trung cái loại tác dụng ngắn. Tôi qua nữa, tác dụng tại chỗ dùng cho mắt với các bạn vi nó có corticoid cho đó, nó vẫn thẩm thấu vào bên trong đó là. Và khi các bạn sử dụng corticoid thì như vậy các bạn nên cho một cái phương thức điều trị đó là, về nguyên tắc điều trị là đầu tiên là các bạn phải coi những bệnh nhân nó có chỉ định điều trị không, ở đây là đầu tiên hết, tức là các bệnh nào có liên quan đến điều trị ở đây, ở đây những cái bệnh nhân liên quan điều trị thì tôi bỏ qua. Tiếp đến các bạn biết hiện nay trong COVID thì là cái vai trò corticoid, thì corticoid là vì nó liên quan đến các cái cytokine viêm, thì trong corticoid, trong cái liệu pháp mà điều trị COVID thì người ta vẫn có sử dụng corticoid vì nó liên quan đến cái các cytokine đó. Về nguyên tắc thứ hai là các bạn phải luôn luôn xem cái những cái trọng chỉ định đó. Và các bạn, tôi hồi nãy tôi thấy các bạn là trước khi điều trị, đặc biệt là các bạn phải hầu như bị lạc quên điều này đó. Bệnh nhân phải kiểm soát dạ dày, đại đường, huyết áp, nhiễm trùng, thị trường và tâm thần và vấn đề loạn xương đây. Liều thì các bạn tùy theo đó là, và như thế nào gọi liều thấp, như thế nào trung bình và tiền liều cao ở đây các bạn phải cần lưu ý, và chọn liều pháp đó là, chọn đường dùng, nhịp sử dụng đó là, đây cái nhịp sử dụng, chọn lựa thuốc, đặc biệt là khi mà sử dụng cho người mẹ mang thai, đặc biệt là sau này chúng ta đi mời hội chẩn có những bệnh nhân mà bị thai gọi là sảy thai, nguy cơ sảy thai, chúng ta sử dụng corticoid. Thì như vậy chúng ta thấy này, nếu khi sử dụng trên một người mẹ mà đang mang thai thì chúng ta nhớ, nếu mà cái thuốc này ưu tiên cho người mẹ thì chúng ta nên chọn cái độ chanh giữa máu mẹ và máu con, và nếu cái thuốc này nó ưu tiên cho nhau thai thì chúng ta dựa xem độ chanh. Như vậy khi mà chữa một cái loại thuốc có tuy cho mẹ mang thai mà thuốc này dành cho mẹ thì chúng ta nên sử dụng các nhóm như cortisone, hydrocortisone, prednisone. Nhưng mà sử dụng cho liên quan đến nhau thai thì chúng ta nên sử dụng betamethasone hoặc dexamethasone. Đây là những cái mà các bạn cần lưu ý, chẳng phải là nghe còn thì là chúng ta điều trị giống nhau. Trên người mẹ thì đúng thuốc này cho người mẹ hay thuốc cho người con, ở đây lưu ý. Về nguyên tắc thứ ba thì các bạn được bằng đã rồi, thì những cái điều chuyện hồi nãy là các bạn đã trình bày cho chúng tôi là như vậy, là nó tóm lại là nếu như mà những người mà đang tuổi sinh dục, đang hoạt động sinh dục thì các bạn phải xem cái vai trò các hormone sinh dục của người ta, vấn đề canxi, vitamin D và thậm chí có thể là sử dụng các thuốc chống loãng xương. Này trong suy thượng thận cấp thì bạn đã trình bày rồi. Theo dõi điều trị ấy, thì các bạn nhớ là đây là con dao hai lưỡi, 50 50 50 50, có lời 50 bất lợi đó là. Và các tai biến các bạn đã trình bày rồi, tôi bảo là đây, đây các bạn thấy những cái tai biến đây là một trường hợp các bạn sử dụng một ngày 10 mg trong 6 tháng các bạn đấy, đây một cái em bé khoảng 16 tuổi rồi đấy, đây đây các bạn thấy rồi, loạn xương đấy, suy vỏ thượng thận, hội chứng cai, nhiễm trùng tại chỗ, vân vân, tôi bỏ qua. Bây giờ ngưng điều trị đây. Mà cái hồi này là các bạn nữa, đây là một vấn đề hết sức quan trọng đó là. Đây thì như vậy hồi này các bạn có đưa ra cho vấn đề cái giảm bậc thang đó, thì như vậy tùy theo cái vấn đề sử dụng liều mà chúng ta giảm bậc thang đó. Và sáng hôm nay thì tôi thấy có một cái phác đồ mà tôi thấy cũng rất hay, là nếu như mà bạn sử dụng mà liều cao thì các bạn nhớ cứ 1 đến 2 tuần các bạn giảm liều, tức là 5 đến 10 mg. Mà nếu liều từ 40 đến 20 thì 5 mg. Và nếu từ 20 đến từ 3 đến 4 tuần liều
đây từ 2,5. Như vậy nó tóm lại vấn đề sử dụng cho các bạn thì các bạn sử dụng tùy theo cái liều trước đó bệnh nhân sử dụng và nên có một bậc thang. Thì theo có nhiều người đề nghị chúng ta 1 đến 2 tuần đó là, và sau đó chúng ta giáo dục cho bệnh nhân những người này phải luôn luôn có hydrocortisone mang theo người đó. Và phải mang thẻ, mang thẻ đang điều trị corticoid. Thấy bệnh nhân choáng giữa đường thì chúng ta phải nhớ ngay những cái điều này đó, giống như bệnh nhân hạ đường huyết. Và đặc biệt là những bệnh nhân này nên thăm dò, mình muốn thăm dò thì đầu tiên chúng ta phải định lượng nè, mấy những muốn định lượng chúng ta phải ngưng thuốc bao lâu, bao nhiêu ngày. Và thứ hai là chúng ta hiện nay là chúng ta có hai cái nghiệm pháp mà theo tôi hiện nay cái thuốc rất là đơn giản để mà tên đó là các bạn cái là cái test nhanh từ Sinactan Ordinaire, tức là sau khi tiêm bắp hoặc là tịt mạch chúng ta sau 30 phút đến 60 phút ta định lượng ngay là thiên loại cái Sinactan Ordinaire này. Và một loại thứ hai nữa là Sinactan chậm thì các bạn có thể định lượng 1, 2, 3, 4 giờ sau. Thì như vậy nếu như mà bệnh nhân mà sử dụng thuốc dài ngày thì như vậy các bạn sau khi các bạn giảm theo cái liều bậc thang đến liều thấp nhất bạn bắt đầu làm cái test này, chứ không nên đang sử dụng liều cao bạn làm test này. Và nếu như bệnh nhân mà có những cái test này mà nó có hiệu quả thì các bạn mới có quyền cai thuốc cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì trong cái đối với cái ngành nội khoa chúng ta thì có rất nhiều loại thuốc uống chung với nhau, thì các bạn nhớ khi sử dụng thuốc thì các bạn sẽ có một số tương tác. Thế như vậy các bạn về đây cái những cái là tương tác này, bản thân cái thuốc này ấy, là khi tương tác cộng đi với các thuốc khác thì như vậy là nó sẽ gây những cái tác dụng phụ. Đây, thế đây là các bạn hết sức lưu ý là nếu như hồi nãy các bạn nó có trường hợp bệnh nhân bệnh cơ tim, bệnh nhân có sử dụng dicoxin thì bệnh nhân nhớ khi sử dụng dicoxin với cái thuốc này, cái thuốc này nó có thể là gây giảm kali và chính vì vậy nó có thể gây nhiễm độc. Thế đây là những cái lưu ý là đây. Hoặc là bệnh nhân sử dụng trên bệnh nhân đái đường thì các bạn biết khi sử dụng này nó sẽ làm giảm một số cái tác dụng trên đường máu của một số thuốc như insulin chẳng hạn, hay là thuốc phiên hạ đường máu chẳng hạn, thì bạn cần lưu ý. Và một số thuốc khác thì bây giờ là các bạn hết sức lưu ý đó. Thì đó tôi thế đó là những cái thông tin mà tôi muốn tham luận chung cho với các bạn. Thì bây giờ nói tóm lại là bây giờ trưa rồi, đến 11 giờ rưỡi rồi, chúng ta đã có vấn đề để là trao đổi tham luận với các bạn. Thì bây giờ các bạn có ý kiến gì thêm không? Tôi xin lỗi là vì cái đây phần này á, là vì là cái phần của thầy Chi thì thầy Chi có nhờ tôi để là chủ trì hôm nay, chứ cho đó là cái vấn đề trong phần tham luận này là chỉ có tham luận một vài cái ý sơ bộ thôi. Như vậy chúng ta sẽ còn nhiều nhau nhiều dịp nữa trong bài liệu pháp có tuyết, tôi sẽ giúp cho các bạn sau. Bây giờ anh với cháu anh có ý kiến gì không ạ? Dạ em không ạ. Dạ dạ không thầy ơi. Dạ. Dạ không. Thôi bây giờ chúng ta đã quá cho 11 rưỡi rồi. Thôi một lần nữa là cảm ơn anh Nguyệt với cho anh đã cho chúng ta, và cảm ơn những câu hỏi từ các bạn. Và lần sau thì tôi nhắc lại các bạn để chúng ta nên có những cái tên đề tài này trước, là các bạn nên là có những một số câu hỏi nó hơn thiết thực hơn, mang tính chất thực hành lâm sàng nhiều hơn. Và nếu như không gì trở ngại thì tôi đề nghị là hai cái bài báo cáo này sẽ đưa vào cái trang web của cái phần sau đại học của bộ môn rồi. Hai bạn có đồng ý không ạ? Dạ dạ dạ. Hoặc là cả bạn muốn hoàn chỉnh thêm chút để gửi vào bộ môn rồi để cho các bạn theo dõi. Và trong phần tham luận này tôi cũng sẽ gửi vào trong cái phần kia để cho các bạn, là vì mình nói nhanh đôi khi nào cũng tiếp thu được. Thôi một lần nữa xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt nhé. Rồi. Dạ em chào thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ em chào thầy. Cảm ơn thầy.